Chắc đây bao nhiêu trong độ vật cái đó bán nhá. Ba thế là gì? Là vua. À, thế là ba bị đau khớp vai phải không? Đầu đau đau lâu chưa? Đau lúc đầu đau phải đau chứ là nó yếu. Cả hai cái vai luôn. Nâng một cái ống nước thế này thì không thể một cái cầm được. Cả hai tay mà rơi nhiều bát rồi. Đang cầm bát thế này thì nó cứ mềm đi xong rồi rơi xuống. Có hôm thì mất cả bát thức ăn luôn. Thế bà ở nhà đã điều trị gì chưa? Có đi điều trị ở đâu không? Thế là điều trị thì có vào đây thì cũng chẩn đoán là ở nhà cơ mà, ở nhà mình tự đi điều trị không hay là ở nhà không, tức là từ tháng 6 rồi đúng không? Từ tháng 6, 10 tháng 6 bắt đầu từ tháng 6. Đấy là cũng được 6 tháng rồi đấy. Vâng. Đâu bây giờ giơ cái tay để cháu thử xem nào, xem có rơi được khoảng bao nhiêu nào. Đấy, chỉ giơ được như thế phải không? Thế là đau rồi phải không? Nào, cố gắng giơ một tí nữa xem nào, xem có lên được tí nữa xem nào. Đau chưa? Không giơ cái này là đau được không? Không biết đau nhưng mà cái kiểu là nó không thể giơ lên được nữa. Rồi, đúng không? 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 Đã để thời gian rất là lâu ngày thì nó có hiện tượng là bị cứng khớp, co cơ cứng khớp, làm cho tầm vận động khớp dơ khớp, cánh tay lên không cánh được. Đấy, đây là từ tháng 6 rồi. Đấy, cho nên là đây là nó là hiện tượng gọi là bị co cơ cứng khớp vai rồi, hạn chế tầm vận động khớp. Đấy, cho nên là bệnh nhân này là đến với bệnh viện phụ chức năng Lạng Sơn là thực hiện các phương pháp quản lý trị liệu, thì tí nữa tôi sẽ thực hiện mấy kỹ thuật để cho mọi người cùng biết được. Những ai mà bị viêm quanh khớp vai thì tốt nhất phải đến điều trị kịp thời, chứ không để lấu này. Để lấu này là sẽ không dơ lên được cả cái này, mà chỉ dơ được cái này thôi. Nếu không điều trị nó sẽ để lại di chứng cả đời luôn. Đấy. Sẽ không cầm về buộc tóc lên được. À, bây giờ bà ngồi luôn ra đây không tí nào. Ngồi luôn, để cho kéo đi. Thank you.
Đâu thì bỏ nhá, bỏ nhá. Đau không? Này có đau không? Tầm là đau đấy. Đấy cái lúc là đau rồi. Bây giờ thì không. Nào bây giờ bà ngồi dậy cho sao xong. Sao thế nào? Vâng, ngồi lui cho thế nào? Rồi. Bà đứng lùi vào kia. Nào, để cháu kiểm tra nào. Đây, bà sang bên này. Đấy. Đâu, ra đây, dơ để cho cháu xem nào. Nhá, để cho mọi người xem nhá, tay để xem bà đang đưa lên được cái nào thế nào, về từ từ đưa lên như nào, đưa hai tay thẳng như nào, xem thẳng chưa nào, đấy đấy thấy chưa, đấy cô nhìn thấy nào, bây giờ cô đã làm xong chưa, anh em, đấy cô đây cô nhìn thấy nào, cô này là ở cùng phòng với bà này, không đây. Không. Đây bạn thấy thế chị nào? Chị không vào nhóm được. Đàn em đâu? Đấy. Đấy. Bây giờ đưa lên còn đau nhiều không? Tức là nó vẫn còn hơi đau một chút nhưng mà cái tầm phần đầu của bà đã đưa thẳng lên được rồi đúng không? Đấy. Nó còn hơi đau nhưng mà đau chịu được. Đấy nhá. Những cái người ở bị viêm quanh khớp vai nhá, phải đến đây để phục hồi càng sớm càng tốt. Về phục hồi chức năng nó là như vậy. Cho nên là các bác mà cứ để mà đau mà cứ tự chữa ở nhà thì không điều trị, không vận động thì nó sẽ để lại các cái di chứng là như vừa nãy là bà chỉ dơ lên được như thế này thôi, đúng không? Bây giờ buộc tóc bà sửa túm làm sao thế nào? Đấy, đúng không? Đấy, có lành chưa? Đấy. Hôm trước thì với lên đến đây chủ yếu này, với này thôi. Đấy, cho nên lưu ý với tất cả mọi người là trường hợp mà bị viêm quanh khớp vai ấy, không ngại gì là cái tay cái chân thì viêm quanh khớp vai nhé. Đối với những người già, kể cả những người trung niên mà có hiện tượng khớp vai tốt nhất phải đến để phục hồi chức năng càng sớm càng tốt, không tự điều trị ở nhà được. Nếu không có cái vận động trị liệu thì cái tầm vận động khớp vai này nó không lên được thế này. Thế nhá bà nhá, nó vẫn còn hơi đau một chút nhưng mà về nó sẽ hết. Thế thì còn mấy hôm nữa thì cố gắng điều trị và sau này mà nó có vấn đề gì về xương khớp thì đừng để lâu như thế nhá, để lâu như thế là nó không còn đâu. Thế là bà còn đến để phục hồi kịp thời đấy, từ tháng 6 rồi, 6 tháng rồi nhá. Ừ. Đấy chứ đừng để lâu này là tới này đấy mà không gỡ được, không hoạt động được nó thành di chứng hết tất cả đời, là bà làm cái gì nó khó, bụng này khó này. Không dơ lên được đấy. Vâng. Không dơ lên được. Đã thế này rồi cơ mà. Đấy bây giờ bà cảm nhận thấy thế nào? Cảm giác thấy thế nào? Rất là thoải mái. Thoải mái luôn đúng không? Đúng mà tay hàng phát tay không? Cố gắng nhé bà nhá. Không cái gì thì đừng để lâu thế nhá. Vâng. Cảm ơn bà nhá. Thôi con một ít tập nữa thì bác sĩ giúp. Vâng, đấy. Cái thời gian điều trị nhé. Tí nữa bà chung nước kia tập các cái đồng tập để kéo. Rồi. Kéo, rồi là bác, đường kéo thẳng lên nào. Trở lại lên lần cho cháu cho nào. Rồi, hết tầm. Đấy, tuyệt vời. Thấy nhá, chúc mừng bà nhá. Cảm ơn thấy nhá, bà tay một lần nữa. Đấy. Đây là bác sĩ ba tay hoàn nhé. Con video ở đấy rồi. Thế điều rồi nhỉ? Vâng ạ. Cảm ơn bà nhá.